cháu đạp giày vang. This dog carried a little bit. Để chụp một kiểu ảnh đẹp nhất. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thi nhóm cái. Thế nên là vẫn chưa bộc lộ hết được tất cả những gì đẹp nhất, những cái đẹp nhất để của một con chó Bully sau này. Thì chúng ta có một vài cái gì đó nó hơi tiếc nuối một chút về những chú chó như ở bên cạnh đây. Thì anh Vũ Nam, anh có một vài lời gì muốn nói đấy không ạ? Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất là vui vẻ. Và xin cảm ơn anh Vũ Nam ạ. Xin mọi người cho một vòng pháo tay thật to.
chuẩn của nó về cái hướng đầu cầu thủ và tạo ra một độ góc 90 độ thì chú chó này gần như là đã hoàn thiện được cái yêu cầu đó. Và chú chó này có một khung xương rất là dày, khung người rất là dày, khung xương rất là đẹp. Chính vì thế nên chú chó này được vị ban giám khảo chúng ta nhận xét là đánh giá cao hơn một chút cho chú chó của anh Cú Nam. Vâng, anh có một vài lời nhận xét gì đến chương trình không ạ? Tôi xin được cảm ơn tới toàn thể team Exotic 412 Việt Nam đã tạo ra cho anh em một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Vâng, xin cảm ơn anh Công Cần rất là nhiều và xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật to được không ạ? Đến độ dày của người, mọi thứ gần như là hoàn hảo. Và xin cảm ơn anh đã mang chú chó từ xa xôi từ Hàn Quốc về đây để trình diễn cho show Việt Nam Movie Fest 2018 ngày hôm nay. Anh có một vài lời gì đó muốn nhắn nhủ đến chương trình không ạ? Ai có thể dịch cho em được tiếng Hàn Quốc không ạ? Tiếng Anh không ạ? Tiếng Anh. Và xin mọi người một tràng vỗ tay thật to cho chú chó được giải số 1 của nhóm chó Đức từ 3 đến 9 tháng. Vâng, và xin mọi người hướng máy quay, máy ghi hình và máy ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của show ngày hôm nay ạ. Và trong lúc ban tổ chức cùng tất cả các khán giả đang chiêm ngưỡng những chú chó xuất sắc nhất từ giống, từ nhóm.
biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng những con giống xuất sắc nhất ở độ tuổi sung mãn nhất của vòng Woolly Exotic, giống cho đừng từ 9 tháng trở lên ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến kết luận đâu là chú chó giật giải Betting Show. Giải 3 của cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, xin mời Nick Galagos trao giải ngày hôm nay, giải 3.
Vâng, ơi, mọi người có thể cho một tràng vỗ tay thật to được không ạ? Vâng, xin chúc mừng ạ. Đây là chú chó đạt giải 3. Và tiếp theo sẽ là chú chó đạt giải 2 ạ. Vâng, và sau đây sẽ là chú chó được giải 2. Quả là một quyết định khó khăn của ban giám khảo. Vâng, xin chúc mừng vâng, chú chó đạt giải 2 ạ. Vâng, và không còn còn gì phải nói nữa, giải nhất của chúng ta là đã có chủ nhân. Vâng, giải nhất của chúng ta xin mời anh lên sân khấu, chúng ta sẽ trao giải ở trên sân khấu ạ. Vâng, xin vâng, chúc mừng chú chó đạt giải nhất ạ. Xin mời chú chó được giải nhất của chúng ta sẽ lên sân khấu ạ. Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho chú chó đạt giải nhất Best in Show được không ạ? Và anh sẽ được vinh dự nhận giải ở trên sân khấu, một chiếc cúp đặc biệt của VRB ạ. Chú chó đặc biệt, khoảnh khắc đặc biệt.